Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đang đứng ở chỗ này là ấp 10 xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì ở đây có cái lô đất này bán nha quý vị. Thì cái đường này tạm thời đang là đường đất, ô tô thì vẫn đi được bình thường, đi từ ngoài kia đường bê tông vào. Từ đi từ cái chỗ này là chúng tôi đi từ quốc từ cái chỗ tỉnh lộ 328 ấy, vào đây khoảng gần cây số. Chỗ này cách ngã tư Sông Dây khoảng 4 cây số. Thì có cái lô đất ở đây bán này. Cái lô đất này ngang bao nhiêu ấy anh Vui, sẽ hỏi xem cái sơ đồ nào. Lô đất này có hai mặt tiền quý vị. Một cái mặt tiền ở giáp cái cũng đường đất nha, giáp cái hàng cây này. Đó. Thì là mặt tiền ở phía này, một mặt tiền phía này. Ở chỗ này thì cũng là khu dân cư. Có cái là dân cư thưa thưa vì nhà nào vườn rộng cả. Đối diện này có cái nhà này mới. Có nhà mới, còn phía ngoài này dân cư, chỗ bên này cũng có cái nhà vườn, gọi là nhà chòi để người ta cũng canh vườn. Này đâu có thông tin, chỉ có thông tin diện tích thôi mà đâu có ấy đâu, đâu có. Chỗ này có hai mặt tiền nha quý vị. Ngang khoảng tầm 20 mét. Cái chỗ chúng tôi đứng vào ô tô đỗ ở đây. Đó. Hơi mở ha. Thì phía này một mặt tiền, phía này một mặt tiền đường. Đó. Đi ra tỉnh lộ 328 ở phía ngoài này. Chỗ này thì những gần hồ Sông Dây à. Cái này bề ngang khoảng 20 mét nha quý vị. 20 mét lô đất này. Này một đầu to một đầu nhỏ. Sơ đồ đây á. Nó có lấy vô đất vô thông đường này mở rộng tí. À nhưng mà nó đâu có cái sơ đồ ấy đâu đúng không? Đấy. Này khó nhìn lắm. Kích thước quá, nhưng mà chỗ này nó nắng quá nên khó nhìn. Này tự dưng cái độ nằm nét này nó bị sao nhỉ, mà khó nhìn. Cái này phía đường giao thông cả hai bên đều mở ra đúng không? Lô đất này diện tích 2.490. À 30 mét mặt này này, đầu này là 17 mét này. Đường giao thông lấy mất 51 mét, phía này lấy mất 63 mét, mất khoảng 101 mét giao thông ha. 30,86 mét một chiều to, một chiều kia là 17,11 mét. Nó hơi mờ không biết hiểu sao cái video tự nhiên hôm nay nó hơi mờ, quý vị thông cảm. Thì chắc là tại cái vết này. Cái chỗ này đang là đất trồng cây, chưa có thổ cư. Xem là có phủ hồng có lên được thổ cư không. Thì một lô đất này là 2 xào rưỡi, giá bán là 950 nha quý vị. 2 xào 49 mấy. Đó, thông tin sơ bộ là vậy. Cái danh của mình giáp mấy bên vườn dâu này. Ở đây người ta vẫn còn trồng dâu để nuôi tằm này. Đó. Thì còn lại thì đất ở bên này đang chưa trồng cả. Một danh giáp với cái hàng dâm bụt đấy. Để thẳng ra phía đầu kia chắc là đầu nhỏ vì phía này nó hơi cong. Hơi cong này là đầu to, được 30 mét, 30.86. Phía kia thì 17.11 mét. Đó, thông tin sơ bộ thì là như thế. Diện tích đất thì là 2.400 mấy chục mét vậy, tôi có nói tôi quên rồi. Thì giá của chủ đưa ra là 950. Quý vị nào cần một cái vườn nhỏ dưới 1 tỷ thì về đây có thể quay lại rồi làm vườn trồng trái cây ở đây cũng tốt. Dân cư, khu dân cư khá nhiều nhà dân ở gần quanh đây. Đó. Thì phía đối diện này người ta đang trồng xoài này quý vị này. Đối diện người ta đang trồng xoài, có trồng thêm mấy cây đậu nữa. Đó, xoài đang bắt đầu ra bông rồi. Thì quý vị đã quan tâm thì alo cho chúng tôi nhé. Thì chúng tôi còn nhiều sản phẩm khác, quý vị có thể theo dõi kênh video, bấm đăng ký kênh là sẽ nhận được các video mới. Xem lại các cái video cũ thì quý vị ấn vào cái chỗ video hoặc danh sách phát thì quý vị sẽ xem được các video cũ. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở video lần sau.